Dạ, kênh Lưu Bình Vlog kính chào quý cô chú anh chị và các bạn. Rất vui được tiếp tục gặp trở lại quý cô chú anh chị và các bạn trong video buổi trưa ngày hôm nay, ngày 9 tháng 9 năm 2024. Bây giờ là 10 giờ 10 phút. Hôm nay là thứ hai đầu tuần các anh chị. Và để mở đầu video buổi trưa ngày hôm nay, Lưu Bình Vlog mến chúc quý cô chú anh chị và các bạn luôn luôn mạnh khỏe, bình an và có một tuần làm việc mới tràn đầy năng lượng. Hiện tại thì Bình đang có mặt tại bến Hàm Tử, bến Lê Quang Liêm ngày xưa, nay là đại lộ Đông Tây, đại lộ Võ Văn Kiệt, thuộc khu vực Chợ Lớn, quận 6, Sài Gòn. Hướng đi thẳng trước màn hình các anh chị là cái hướng ra đường hầm Thủ Thiêm, ra xa lộ Hà Nội. Còn hướng chiều ngược lại sau lưng Bình là hướng lên cầu Lò Gốm, ra cái bùng binh An Lạc, huyện Bình Chánh. Còn bên phải màn hình các anh chị đây, ngày trước là một cái dãy xóm nhà sàn ven cái kênh Tàu Hủ các anh chị. Bên kia cái con kênh là bến Bình Đông, thuộc khu vực quận 8. Ở xa xa bên kia bến Bình Đông, các anh chị thấy những cái ngôi nhà mà có mái ngói màu đỏ đó, ngày trước là những cái kho gạo các anh chị. Ngay cái khu vực Bình đang đứng đây cũng là những cái kho gạo. Ngày trước là có cây cây cầu sắt. Bình nghe người lớn nói lại các anh chị, khoảng vào những năm 75 đó, đó bà con người dân là qua lại lấy gạo, cái cầu sắt này bị gãy bị sụp các anh chị, nghe nói là cũng mất cũng nhiều. Còn ở cái khu vực Chợ Lớn Sài Gòn, chắc đa số quý cô chú anh chị và các bạn cũng đã biết là cái khu vực đông người Hoa sinh sống các anh chị. Chợ Lớn là cái khu vực mà đông người Hoa sinh sống nhất cả nước. Và trong cái video buổi trưa ngày hôm nay, mời quý cô chú anh chị và các bạn, chúng ta sẽ tiếp tục khám phá một cái xóm người Hoa, nói chính xác là người Việt gốc Hoa các anh chị, ở trên đường Gia Phú thuộc khu vực Chợ Lớn quận 6. Trên cái đường này đa số là người Hoa sinh sống các anh chị, cũng như là chúng ta sẽ cập nhật cái cuộc sống Chợ Lớn Sài Gòn ngày nay. Dạ rồi, chắc chúng ta sẽ bắt đầu đi nha các anh chị. Chúng ta sẽ rẽ trái bên kia đường, bên kia là cái đường Phạm Phú Thứ, một cái đường xưa cũ, sẽ dẫn chúng ta ra cái đường Gia Phú nha các anh chị. Các anh chị thấy là từ khi bến Hàm Tử, bến Lê Quang Liêm nó giải tỏa cái xóm dãy nhà sàn, mở rộng đường ra, hiện nay là cái đại lộ Võ Văn Kiệt các anh chị thấy rất là rộng. Bà con người dân là hiện nay đi trên cái đường này khá là đông các anh chị. Hiện nay đèn đỏ, chắc Bình ngừng một chút, sau đó chúng ta sẽ rẽ trái bên kia đường. Đại lộ Võ Văn Kiệt này là khởi công vào năm 2005 và hoàn thành là vào năm 2011 các anh chị. Đây là cái tuyến đường xương sống phía đông tây, có chiều dài là cũng gần là 22 km, nối từ quốc lộ 1A cho đến là xa lộ Hà Nội. Đi qua 8 quận huyện là quận 1, quận 2, quận 4, quận 5, quận 6, quận 8, quận Bình Tân và huyện Bình Chánh các anh chị. Dạ rồi, chúng ta sẽ rẽ trái. Con đường này hiện nay là các anh chị thấy là bà con người dân đi rất là đông, đa số là đi cái con đường này các anh chị rất tiện. Ở trước màn hình các anh chị, đây là một cái con đường xưa cũ các anh chị, đường Phạm Phú Thứ. Con đường này cũng ngập kinh khủng lắm các anh chị. Cái thời điểm mà nước chiều cường lên, cái đường ngay cái đoạn này ngập rất là nhiều. Tương lai thì cái đường này chắc cũng nâng đường các anh chị. Hiện nay là các tuyến đường ở trung tâm Sài Gòn đã nâng cao rồi các anh chị, chỉ có cái đường này là chưa. Tương lai chắc cũng nâng cao. Nâng cao thì nhà bà con người dân thì người ta sẽ thấp hơn, thấp hơn nhiều đó các anh chị, nâng lên cũng khoảng cả mét đó. Ngập nước dữ lắm, vào cái đợt và chiều cường ngập rất là dữ ngay cái đoạn này các anh chị. Đoạn trên nếu mà đi thẳng ra thì chúng ta sẽ ra ngay cái cầu Bình Tiên ngày xưa,
ra cầu Cây Gõ. Ở bên tay phải màn hình các anh chị, đây là đường Gia Phú. Nó đi thẳng ra là ra Minh Phụng, cầu Cây Gõ đó các anh chị. Rồi mình sẽ rẽ tay phải, mình đang đi vào cái đường Gia Phú. Đó, đây là ngay cái đường Gia Phú, hai bên đường các anh chị đa số là người Hoa sinh sống. Rất là đông các anh chị, rất là nhiều. Ở các anh chị thấy những cái nhà mà có dán mấy cái miếng giấy màu đỏ có chữ Hoa đó các anh chị, đó là đa số là nhà người Hoa, người Tàu. Chắc mình sẽ quẹo vào một cái con hẻm bên đây đi các anh chị. Con hẻm đầu tiên nhất đi, mình sẽ rẽ vào cái con hẻm này. Ở bên trong cái xóm hẻm này là đa số là xóm người Hoa sinh sống các anh chị. Đó. Vào xóm hẻm là các anh chị thấy là mê cung xóm hẻm các anh chị. Mà chưa đi vào lần nào là dễ bị lạc lắm. Mình cũng lần đầu tiên mình đi vào cái con hẻm này. Đó, các anh chị thấy là đa số là nhà người Hoa. Đó, dán mấy cái giấy đỏ đỏ là các anh chị, ngay đây hình như có cái miếu. Đó, nhà ngay chỗ cái góc này mình thấy nhỏ xíu rồi các anh chị, khoảng cỡ mét mấy à. Đó, các anh chị thấy trong đây, các anh chị thấy nhà cửa cũng lụp sụp, các anh chị thấy cũng cũ rồi. Các anh chị thấy là cũng cũ lắm rồi, đa số là nhà người Hoa. Ngay đây có cái miếu nè các anh chị, miếu thờ bà. Dạ, mình đi các anh chị, đó nhà người Hoa nè. Nhà người Hoa cái kiến trúc mà cũ ngày xưa đó các anh chị, đa số là cái cửa lá sách, cửa gỗ, cửa cây đó. Đó, bên đây mình rẽ vào bên đây coi. Các anh chị thấy là đa số nhà người Hoa, nhà nào cũng dán mấy cái giấy đỏ đỏ có chữ Hoa. Nó có nhiều cái ngôi nhà là cái kiến trúc cây còn cũ các anh chị, ngày xưa. Ý, ở trong đây là hẻm cục rồi, mình quay ra các anh chị. Đó, cũng dán mấy cái giấy đỏ đỏ. Nhà người Hoa thì cái khu vực phía trước đó, chắc mình sẽ quay lại. Mình đi ra lại nha các anh chị. Mình cũng mới lần đầu tiên mình đi vào. Mình cứ đi vào mình khám phá các anh chị. Đi sẵn đi cho biết. Mình đi quay ra lại. Đó, các anh chị thấy là ở nhà người Hoa thì ngoài trước thờ cúng nhiều lắm các anh chị. Dán mấy cái giấy đỏ đỏ cũng nhiều. Ở trên đó, bàn thờ ở trên là thờ ông Thiên, thờ ông Trời. Còn dưới là thờ đất đai các anh chị. Đó, nhà người Hoa các anh chị nhìn thấy. Đó, kiến trúc này cũng cũ lắm. Đó, cái miếu. Người Hoa là đi tới đâu là chùa chiền tới đó các anh chị. Chợ, trường học, bệnh viện. Đó, đặc biệt là ở cái khu vực chợ lớn quận 5 các anh chị thấy là chùa người Hoa nhiều lắm, ở trên cái đường Nguyễn Trãi. Dạ rồi, chúng ta rẽ trái, mình tiếp tục đi trên cái đường Gia Phú. Chúng ta sẽ tiếp tục mình sẽ đi vào những cái xóm hẻm nữa nha các anh chị, để mình coi có con hẻm nào được mình đi vào. Mình cũng lần đầu tiên mình đi vào cái khu vực này, cho nên là đi vào nhiều khi cái xóm hẻm nào mà có lạc hay là có hẻm cục gì đó, các anh chị cũng thông cảm. Thấy mình lần đầu tiên mình đi vào, sẵn dịp đi mình tham quan khám phá cái xóm người Hoa các anh chị, mình đi cho biết. Đó, có hai bên các anh chị thấy là đa số nhà người Hoa không. Đó, đây là cái dạng giống như là cái chung cư vậy đó các anh chị, chung cư xá vậy đó, cũng lâu rồi. Buôn bán các anh chị vào cái khu vực người Hoa, các anh chị thấy là buôn bán rất là nhộn nhịp, hàng hóa rất là nhiều. Hôm nay thời tiết khá là nắng các anh chị, khá là nắng. Ở bên tay phải bên đây là cái chung cư, ở chung cư căn hộ mới xây sau này các anh chị. Đó, nhà người Hoa rất là nhiều. Quận 6 là cũng người Hoa sinh sống cũng khá đông đó các anh chị. Mình đi vào cái đi vào cái con hẻm này đi, cái nhà ngay góc bên trái đây các anh chị thấy nè. Trời ơi.
rồi mái tôn, rồi tôn vách tôn rồi các anh chị thấy rỉ sét hết rồi, chắc nhà này cũng cũ lâu lắm rồi đấy các anh chị. Ôi, tôn nó rỉ sét hết. Rồi tiếp tục mình sẽ khám phá một cái con hẻm này nữa. Đó, nhà người Hoa nữa nè các anh chị. Đa số vào cái khu xóm nhà người Hoa các anh chị thấy rất là nhiều. Ở ngoài trước cửa là thờ cúng rồi dán mấy cái giấy đỏ đỏ rất là nhiều. Đây không biết có đường 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 cục không nữa đây. Mình cứ đi vào. Đó bên tay phải màn hình các anh chị, nhà cửa lá sách nè, cửa cây nè đó. Đó, các anh chị thấy dán rất là nhiều các anh chị. Đó. Đây có ngay chỗ này. À, cái hẻm này là đi ra lại cái đường Gia Phú. Đó, chắc mình sẽ quay ngược trở lại các anh chị, chúng ta đi ra ngay cái đoạn này đi. Còn đi ra xong đi vô lại cũng như không mà các anh chị, mình đi tiếp tục. Đó. Các anh chị thấy là cái xóm nhà người Hoa, các anh chị thấy là nhà cửa lụp xụp. Nhiều khi mà các anh chị nhìn vậy mà không phải vậy các anh chị. Nói chung thì nghèo thì cũng có nghèo đó các anh chị, nhưng mà nhìn thì nhìn nhiều khi mình không có đoán ra là nhà người nghèo đâu các anh chị. Tại người Hoa người ta cũng mê tín lắm. Phong thủy đó các anh chị, nhà mà làm ăn được. Đó, đây là nhà gốc người Hoa luôn nè các anh chị, đậm chất nhà người Hoa luôn. Các anh chị thấy thờ cúng quá trời. Người ta phong thủy, người ta rất là kiên kỵ các anh chị, mà làm ăn được, mà làm ăn ra đó. Đang đi lên đó các anh chị, là nhà cửa người ta không có sửa chữa, không có xây gì đâu. Người ta cứ để gì sống các anh chị. Nên nhà cửa nhiều khi lụp sụp. Có một anh đi mua ve chai. Nói chung cộng đồng người Hoa người ta cũng thật tình lắm các anh chị. Đó, nhà người Hoa tiếp tục. Nó vào sớm người Hoa là các anh chị thấy đó. Chữ miếng mấy cái giấy đỏ đỏ mà có để chữ Hoa đó. Đó, chắc chúng ta sẽ đi quay ra lại các anh chị. Đó, nhà người Hoa. Đó, các anh chị thấy cái ngôi nhà này là đậm chất là nhà người Hoa, nhà xưa cũ luôn đó các anh chị. Nhà này cũng lâu lắm rồi, mình nghĩ chắc là có năm trước năm 75 rồi các anh chị. Tôn cũng rỉ sét hết, căn đầu ngay chỗ cái đầu hẻm ngay chỗ này cũng vậy. Các anh chị thấy mái tôn rỉ sét hết, muốn rã luôn đó các anh chị. Rồi chúng ta sẽ quay ra trở lại đường Gia Phú, mình tiếp tục. À, tiếp tục trên đường Gia Phú nha các anh chị. Nói chung bà con người dân người Hoa đó các anh chị, người ta thật tình lắm. Sống đoàn kết lắm các anh chị, đi tới đâu là có hội quán đến đó. Và đặc biệt đó là làm ăn các anh chị thấy là uy tín các anh chị, uy tín. Mà làm ăn mà mất uy tín là người ta không có chơi đâu. Bên tay phải đây là một cái trường Phạm Phú Thứ. Đó, trường cấp 3 Phạm Phú Thứ các anh chị. Cái khu vực chợ lớn Sài Gòn nó trải dài trên toàn bộ là cái khu vực quận 5, quận 6 và một cái phần địa giới của quận 11 các anh chị. Theo mình tìm hiểu thì cái khu vực chợ lớn ngày trước từng là một cái thành phố sầm uất riêng biệt. Đó, các anh chị thấy là đa số là nhà người Hoa gọi là thành phố chợ lớn các anh chị. Sau quá trình đô thị hóa thì sáp nhập lại thành một với Sài Gòn. Chợ lớn là một cái nơi sinh sống của người Hoa tại Sài Gòn các anh chị. Đó, các anh chị thấy là những cái ngôi nhà ở đây mình thấy rất là lụp xụp. Nhà quách thì quách tôn, mái tôn. Có ngay đây, ngay cái cửa đây mình thấy để viết mấy cái tỏ đỏ đó, cái nhà tranh chấp đó các anh chị. Ở khu vực chợ lớn đó là một cái khu phố tàu lớn nhất cả nước các anh chị, có người Hoa sinh sống đông nhất cả nước và lớn nhất thế giới về mặt diện tích các anh chị ở khu chợ lớn này. Chắc bình để bình bình đậu ngay chỗ này. Ngay chỗ này các anh chị thấy là đa số là nhà cửa là lụp xụp.
này mà mùa nắng rất là nóng. Đó, ở đây ngay chỗ này nữa nè các anh chị, đa số là nhà người Hoa không. Đó, các anh chị thấy nè. Đó, vách, mấy cái vách cũng mục luôn các anh chị. Ngay chỗ này cũng vậy luôn, quá trời ta. Ngay cái đường giao phố này cũng ngay cái khu vực của trung tâm của quận 6 đó các anh chị. Theo thấy nhà cửa lụp xụp, nó phơ đồ ở ngoài luôn. Đó các anh chị, đa số là nhà người Hoa nè. Ở ngoài người ta có dán mấy cái giấy màu đỏ đỏ chữ Hoa quy một dải luôn. Cửa thì cửa lá sách, cửa cây quy một dải luôn các anh chị. Đó các anh chị thấy ngay cái đoạn này, bên tay phải bên đây các anh chị thấy là nhà cửa rất là lụp xụp các anh chị. Đó, nhà cũ lắm rồi. Cái nhà này mấy cái cửa cây muốn mục luôn. Đó, bên tay phải bên đây thì các anh chị thấy là nhà lụp xụp, còn bên tay trái thì nhà lầu không à các anh chị. Các anh chị thấy là hai cái hình ảnh nó đối lập. Đó, nhà cái nền nhà nằm tuốt ở dưới. Đó, bên trái đây các anh chị thấy là đa số là nhà cũng nhà lầu. Chỉ có ngay cái đoạn này là các anh chị thấy là nhà cửa lụp xụp, chắc để mình quay qua bên đây. Mình quay qua các anh chị, quay qua đứng bên đường, quay qua cho các anh chị xem cho nó rõ, tại đi sát quá quay không được rõ toàn cảnh. Đó, quy một cái dải luôn. À, phía sau cái dãy nhà này là một cái mo các anh chị. Đó, một cái mo, một cái trung tâm thương mại cũng đang hình như đang xây các anh chị. Đang xây Center Mall. Xa xa là cái chung cư căn hộ. Đó, quy một cái dãy nhà lụp xụp luôn. Cái khu này không chừng là chắc. Đó, các anh chị thấy nhà cửa rất là xưa, các anh chị nhìn cái xưa cũ lắm này. Không chừng là chắc cái công trình này nhà đầu tư người ta mua lại mà không có bán nữa các anh chị. Đó, phía sau là nguyên một cái mo luôn, rất là lớn. Dạ rồi, thôi mình quay lại mình đi tiếp tục nha các anh chị. Đó, nhà người Hoa không à. Đó, các anh chị thấy là người dân người ta sống bên trong bình thường các anh chị. Ở đây không phải là cái dạng mà chạy tỏ. Đó, bên tay phải nè các anh chị, đó vẫn là nhà lầu. Ở hai bên là các anh chị, trên đường giao phố này là hai bên đa số là người Hoa sinh sống. Ở ngay cái khu vực đường giao phố này là cái có đông người Hoa sinh sống nhất ở quận 6 đó các anh chị, đa số là người Hoa. Đây là ngay cái ngã tư đường Mai Xuân Thưởng các anh chị, đường Mai Xuân Thưởng. Bên trái là đi ra là ra ngay cái đường Hậu Giang, ra ngay cái khu vực gần chợ Bình Tây đó các anh chị. Còn bên tay phải là ra lại cái đại lộ Võ Văn Kiệt. Đó. Bến Lê Quang Liêm đó các anh chị, bến Lê Quang Liêm ngày xưa đó. Bến Hàm Tử. Mình sẽ đi thẳng hết cái đường Gia Phú này nha các anh chị. Đó, ngay đây có một cái nhà. Đó, nhà cho thuê mặt bằng. Hiện nay là trung tâm Sài Gòn, các anh chị thấy là cho thuê mặt bằng, cho thuê nhà rất là nhiều. Buôn bán ế ẩm người ta trả mặt bằng. Ở bên trái, là một cái miếu, hay cái chùa gì bên không biết, toàn là tiếng Hoa không. Đó, người Hoa là các anh chị thấy là đi đến đâu là chùa chiền đến đó các anh chị. Niệm Phật đường Vạn Bủ. À, cũng dạng là cái miếu các anh chị, cũng dạng cái miếu. Thường là chùa người Hoa là miếu các anh chị, tại bà con người dân ta hay gọi là chùa của người Hoa. Phạm Đình Hổ. Đó, bên đây là cũng một cái trường học Phạm Đình Hổ. Chứ thực tế ra là một cái miếu các anh chị, ở đường Nguyễn Trãi á, ở chùa ông chùa bà đó, nhưng thực tế ra là cái miếu, miếu thờ một cái vị thần nào đó của người Hoa. Bà con người dân Sài Gòn thì người ta hay gọi là chùa của người Hoa các anh chị.
ở bên đây là các nhà là các chị thấy là cũng của người Hoa. Đây là ngay cái ngã tư đường Cao Văn Lầu các anh chị. Đó, Cao Văn Lầu. Đó, rẽ trái là đi ra ngay cái chợ Bình Tây luôn. Mình sẽ tiếp tục đi cập nhật ở trên cái đường Gia Phú này. Ở cái khu vực chợ lớn Sài Gòn các anh chị ngày ngày xưa đó, ngày xưa là hơn 90% là người Hoa sinh sống ở ngay cái khu vực chợ lớn Sài Gòn các anh chị. Sau cái thời gian thì có người thì đi di cư sang nước ngoài, có người thì bán nhà đi chỗ khác ở các anh chị. Cho nên là hiện nay cái khu vực chợ lớn là cũng khoảng là 40-50% người Hoa ở các anh chị. Mà quận mà có đông người Hoa sinh sống nhất là quận 5 các anh chị. Quận 5 là hơn 40%. Đây là cái ngã tư đường Bình Tây. Mình thấy bên góc bên tay phải bên đây nè các anh chị, đó nguyên một cái dãy nhà các anh chị thấy kiến trúc ngay cái góc luôn các anh chị, kiến trúc mà thờ Pháp tới giờ. Đó, lâu lắm rồi. Bên tay trái là hình như là cũng là một cái trường, hình như trường Nguyễn Huệ đó các anh chị, trường Nguyễn Huệ đó là các anh chị thấy nè, nhà cửa nhà người nào cũng dán mấy cái giấy đỏ đỏ chữ Hoa phải không ta, mình nhớ mày mại là như vậy các anh chị. À đúng rồi, trường tiểu học Nguyễn Huệ. Ở trên cái đường này các anh chị thấy rồi, trường học cũng rất là nhiều. Người Hoa là đi đến đâu là các anh chị thấy là chùa chiền, chợ, trường học rất là nhiều các anh chị. Đặc biệt là ở quận 5 các anh chị. Các anh chị thấy là quận 5 là trường học, chợ nhiều lắm. Với lại là chùa, chùa chiền của người Hoa. Kế bên cái chùa là có một cái trường học. Ví dụ như là ở đường Nguyễn Trãi đó các anh chị, chùa Ông, chùa Bà là kế bên, là chùa Ông là mình nhớ là kế bên là một cái trường chính nghĩa, trường tiểu học. Còn chùa Bà là kế bên đó là cái trường Mạch Kim Hùng. Đây là cái ngã tư đường Chu Văn An. Đó, Chu Văn An rẽ trái đi thẳng ra là ra ngay cái đường Tháp 10, ngay cái chợ Bình Tây đó các anh chị. Bên hông cái khu vực chợ Bình Tây. À, người Việt mà gốc Hoa đó các anh chị, gốc chính gốc Hoa luôn đó, rất là giàu, giàu nước vách luôn các anh chị. Ở khu vực chợ lớn này rất là nhiều người Hoa, chủ doanh nghiệp đại gia họ rất là giàu. Điển hình nhất là bà Trương Mỹ Lan, chắc đa số quý cô chú anh chị biết. Đây là ngay cái ngã tư đường, đây là cái đường gì ta, à đường Ngô Nhân Tịnh các anh chị, Ngô Nhân Tịnh. Có bà Trương Mỹ Lan các anh chị thấy không, rất là giàu, có tập đoàn Vạn Thịnh Phát đó các anh chị. Rồi con cái là bà đi, bà Trương Mỹ Lan đi lạc đường lạc hướng, cho nên là ngày nay các anh chị thấy phải phải trả giá. Với bà, nếu mà nói về người Hoa, bà là người giàu nhất các anh chị hiện nay đó, mình nói hiện nay nha, chứ ngày xưa là có chú Hỏa. Ở bên đây cũng một cái chùa miếu gì nữa nè. Dạ rồi, chúng ta ra lại cái đường này á, là đường Gò Công các anh chị. Chắc mình sẽ rẽ ra trái, mình đi vào cái đường Gò Công nha các anh chị. Bên tay phải là ra cái đại lộ Võ Văn Kiệt. Đó, mình cập nhật đi thẳng ở trên đường Gò Công này sẽ đi ra cái Hải Thượng Lãn Ông. Hiện nay là cái vụ án bà Trương Mỹ Lan cũng chưa kết thúc đâu các anh chị, còn kéo dài, nghe nói tiếp tục xử, còn tiếp tục xử đó các anh chị, dính dáng còn nhiều người nữa. Rồi mình nói sơ sơ thôi, dính tùm lum hết rồi nói tầm bậy bạ mất công lắm các anh chị. Ở đây là chúng ta đang ra, đây là cái đường Bãi Sậy. Ở đây là ngay cái kênh Hàng Bàng nè các anh chị, ngay cái khu vực đang trong cái quá trình, trong cái giai đoạn là giải tỏa.
Đây là cái cầu nhỏ nhỏ này là cũng là cái cầu Gò Công, để nằm ở trên cái đường Gò Công đó các anh chị, nên là cũng gọi là cái cầu Gò Công. Đó, hai bên là cái dòng kênh Hàng Bàn. Hiện nay là đang cái thực hiện cái nạo quét cái con kênh lên các anh chị. Đó, đang làm lại cái con kênh này rất là ô nhiễm. Ngay cái khu vực giải tỏa được cái kênh Hàng Bàn này, mình cũng đã quay nhiều cái video rồi các anh chị. Mình cũng quay nhiều rồi nên mình đi ngang mình nói sơ thôi. Đó, hiện nay là cũng đang giải tỏa hai bên. Ngày xưa là cái dòng kênh nó bị nghẹt các anh chị, đắp lại, có một số nơ đắp lại rồi đào lên thông cái con kênh này, bởi vì cái con kênh này rất là ô nhiễm. Có hai bên các anh chị thấy là hiện nay đã giải tỏa hết những cái xóm dãy nhà sàn sống quen cái kênh Hàng Bàn này. Đó, xe cẩu ta đang làm nè các anh chị, đó đang làm ngay chỗ cái dòng kênh. Dạ rồi, chắc mình đi xuống nha các anh chị. Đây xe đi lên đi xuống, mình đứng ngay đây mà không bị chữ. Còn bên đây là đường Phan Văn Khỏe. Đó, rẽ trái là đi vào cái phía sau khu vực chợ Bình Tây đó các anh chị. Còn đi thẳng ra là ra cái đường Hải Thượng Lãn Ông. Qua bên đây là thuộc cái khu vực quận 5 rồi các anh chị. Đó, khu vực quận 5. Trên cái đường này cũng đa số là người Hoa. Vào khu vực chợ lớn các anh chị thấy là buôn bán rất là nhộn nhịp. Có một cái ngôi nhà bên tay phải bên đây mình thấy. Ôi, nhà này kiến trúc các anh chị thấy lâu lắm rồi nè. Ôi, cái cửa lát sắt bằng cây đó các anh chị, mục hết luôn rồi. Để mình chạy lên một chút, hình như là vẫn có người ở các anh chị ở bên đây nè. Ồ, lâu lắm rồi. Ở những ngôi nhà mà kiến trúc mà thờ mà Pháp tới giờ đó các anh chị rất là lâu. Đổ vào cái khu vực chợ lớn các anh chị thấy là hàng hóa là tràn ngập. Đó, các anh chị thấy là ở cái khu vực chợ lớn, tuy là có cái vị trí là ngay cái trung tâm Sài Gòn các anh chị, nơi đây là vẫn giữ là trọn vẻ đẹp xưa cũ, nhiều cái hoài niệm xưa đối với ai đã từng sinh sống tại đây các anh chị. Tính đến nay là chợ lớn đã gắn bó với Sài Gòn là cũng được hơn 300 năm rồi, lưu giữ nhiều cái nét văn hóa kiến trúc độc đáo của người Hoa gốc Triều Châu Phúc Kiến. Đặc sắc nhất là phải kể đến những cái ngôi chùa lợp mái ngói ống các anh chị. Dạ rồi, chúng ta đã ra đến cái đường Hải Thượng Lãn Ông rồi các anh chị. Đó, bên trái là đường Tháp Tháp 10, đi về đường Tháp 10 ngay chợ Bình Tây. Còn bên phải bên đây là đường Hải Thượng Lãn Ông, đi thẳng qua là đường Học Lạc các anh chị. Cái đoạn đường này thì cách đây 1-2 ngày mình có quay rồi, nên là chắc đến đây video cũng khá là dài rồi các anh chị. Mình xin phép là ngừng video tại đây. Cảm ơn quý cô chú anh chị và các bạn cũng đã quan tâm theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.